bài thuốc cực hay chữa bách bệnh lâu đời của người Đức. Thức uống gồm tỏi, chanh và gừng không chỉ loại bỏ cảm cúm, mệt mỏi mà còn phòng các bệnh về tim mạch và hệ miễn dịch khác. Bài thuốc lâu đời nhất của Đức này rất đơn giản, từ khâu chuẩn bị nguyên liệu cho đến cách thực hiện. Sự kết hợp của ba nguyên liệu là gừng, chanh và tỏi rất tốt cho sức khỏe, ngăn ngừa tắc nghẽn động mạch, cholesterol cao, mệt mỏi, nhiễm trùng và cảm lạnh. Hơn nữa, nước uống này còn giúp tăng cường hệ thống miễn dịch, làm sạch gan. Bài thuốc này cũng ngăn chặn các gốc tự gây tổn hại các cơ quan trong cơ thể, tốt cho tim cũng như các bệnh hô hấp. Nguyên liệu: 4 tép tỏi, 1 lát gừng từ 3 đến 4 cm, 4 quả chanh để nguyên vỏ, 2 lít nước lọc. Cách làm: chanh nguyên vỏ, rửa sạch và cắt nhỏ. Gừng, tỏi cũng rửa sạch, bỏ vỏ và cắt nhỏ. Cho tất cả các nguyên liệu này vào máy xay sinh tố, xay nhuyễn. Đổ hỗn hợp này vào nồi cùng với 2 lít nước lọc. Cho lên bếp nấu khoảng 10 phút, sôi và tắt lửa để nguội. Sau đó, cho hỗn hợp vào chai thủy tinh để dùng dần. Cách sử dụng: đừng lo mùi tỏi sẽ làm bạn khó thưởng thức loại nước uống này, vì chanh giúp trung hòa mùi vị của tỏi và gừng. Mỗi ngày uống 1 ly trước bữa ăn khoảng 2 tiếng. Tốt nhất nên áp dụng vào buổi sáng khi dạ dày còn đói, để kích thích toàn bộ hệ tiêu hóa hoạt động. Quá trình thải độc cũng diễn ra tốt hơn. Trước khi uống, nên lắc đều chai để hỗn hợp, hòa lẫn với nhau sắc chanh, tỏi, gừng ở dưới đáy chai sẽ được quấy lên. Uống hết hỗn hợp, dừng 6 ngày rồi tiếp tục thực hiện thêm một liệu trình nữa nếu bạn muốn.